Thưa quý vị và các bạn, sáng nay tại Trung tâm Hội nghị tỉnh, Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh Hưng Yên lần thứ 10, nhiệm kỳ 2023-2028 được tổ chức trọng thể. Dự đại hội có các đồng chí, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Lương Quốc Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, Nguyễn Hữu Nghĩa, Bí thư tỉnh ủy Hưng Yên, các đồng chí Trần Quốc Văn, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Bùi Thị Thơm, Phó Chủ tịch Trung ương Hội Nông dân Việt Nam. Cùng dự có các đồng chí trong Ban Thường vụ tỉnh ủy, Thường trực Hội đồng Nhân dân, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, lãnh đạo các ban sở ngành đoàn thể tỉnh, lãnh đạo Hội Nông dân một số tỉnh, thành phố và 236 đại biểu chính thức, đại diện cho hơn 213.000 hội viên nông dân trong tỉnh. Từ 7 giờ sáng nay, không khí tại Trung tâm Hội nghị tỉnh đã khá sôi động. Hội Nông dân tỉnh đón tiếp nhiều đoàn đại biểu đến tham dự đại hội. Đồng chí Nguyễn Hữu Nghĩa, Bí thư tỉnh ủy cũng đã đến sớm tham quan các gian hàng trưng bày sản phẩm của cá nhân và tập thể Hội Nông dân các cấp trên địa bàn tỉnh. Các gian hàng với các sản phẩm chất lượng đặc trưng của mỗi địa phương đã thực sự tạo được ấn tượng đối với các đại biểu tham dự đại hội. Lần đầu tiên tham gia đại hội đại biểu nông dân tỉnh, tôi cảm thấy là cái vị thế của một người nông dân, như chúng tôi là người sản xuất, thì tôi cảm thấy là tất cả những các cái mặt hàng của chúng tôi thì chúng tôi càng yên tâm để sản xuất và chúng tôi sẽ hứa là sẽ làm càng tốt hơn. Mỗi một cái ngành nghề, mỗi một địa phương lại có những cái đặc sản riêng và họ phát triển kinh tế về nông nghiệp rất là tốt. Qua đây thì tôi học hỏi về những cái vấn đề là các anh ấy chia sẻ về kinh nghiệm về sản xuất từng mô hình. Tuy rằng là nó không hoàn toàn giống nhau nhưng sẽ có rất là nhiều thứ mà có thể áp dụng được. Chúng tôi về cụ thể hóa, xây dựng thành chương trình hành động và bám sát vào nghị quyết của huyện ủy, hội đồng dân, ủy ban dân của huyện Văn Lâm để thành chương trình hành động cụ thể của huyện Văn Lâm và để chỉ đạo các xã thị trấn trong huyện là tiếp tục đổi mới cái phương pháp lãnh đạo chỉ đạo và đặc biệt là quan tâm tới cái chất lượng hoạt động của các phong trào của hội và những cái sản phẩm thì chúng tôi quan tâm tới chất lượng và mẫu mã sản phẩm và đặc biệt là tuyên truyền tới các hộ gia đình nâng cao chất lượng sản phẩm của mình để thành lập hợp tác xã và làm sao để được công nhận chứng nhận sản phẩm OCOP của mình. Tại đại hội, ông Vũ Văn Thắng, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Hưng Yên trong nhiệm kỳ qua, Hội Nông dân tỉnh Hưng Yên đã bám sát chỉ đạo của Ban chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam và tỉnh Hưng Yên đã chủ động sáng tạo đổi mới nội dung phương thức hoạt động, hoàn thành đạt và vượt mức 13 trên 13 chỉ tiêu nghị quyết đại hội lần thứ 9 đề ra. Theo báo cáo chính trị của Ban chấp hành Hội Nông dân khóa 9 trình đại hội, các cấp hội đã kết nạp thêm hơn 16.600 hội viên, đạt 138% chỉ tiêu nghị quyết đại hội Hội Nông dân tỉnh lần thứ 9 đề ra. Để hỗ trợ hội viên phát triển kinh tế, các cấp hội đã tín chấp từ tổ chức ngân hàng cho hơn 34.000 lượt hộ vay vốn với tổng số tiền hơn 3.600 tỷ đồng, tín chấp từ quỹ hỗ trợ nông dân các cấp cho hơn 2.000 lượt hộ nông dân vay với số tiền hơn 96 tỷ đồng, phối hợp với doanh nghiệp cung ứng phân bón trả chậm, tổ chức hơn 2.700 buổi tập huấn, chuyển giao khoa học kỹ thuật. Hàng năm, phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững, thu hút đông đảo hội viên nông dân tham gia. Mỗi năm có hơn 60.000 hộ nông dân đạt sản xuất, kinh doanh giỏi các cấp. Hội viên nông dân trong tỉnh tham gia xây dựng kết cấu hạ tầng nông thôn với tổng số tiền đóng góp 141 tỷ đồng, gần 78.000 ngày công, hiến hơn 96.000 m2 đất, đường giao thông được làm mới, sửa chữa 290 km. Các cấp hội trong tỉnh duy trì 159 mô hình nông dân tham gia bảo vệ môi trường. Nhân dịp này, Hội Nông dân tỉnh Hưng Yên được nhận cờ thi đua của Chính phủ đã hoàn thành xuất sắc toàn diện nhiệm vụ công tác dẫn đầu phong trào thi đua yêu nước năm 2022. Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh tặng giai cấp nông dân tỉnh bức chướng với nội dung đoàn kết, dân chủ, sáng tạo, hợp tác, phát triển. Phát biểu chỉ đạo tại đại hội, đồng chí Lương Quốc Đoàn, Chủ tịch Ban chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, chúc mừng ghi nhận và biểu dương những kết quả thành tích trong công tác hội và phong trào nông dân mà Hội Nông dân đã đạt được trong nhiệm kỳ qua. Nhấn mạnh, điểm nổi bật của các cấp Hội Nông dân tỉnh Hưng Yên là đã tích cực chủ động trong tham mưu với cấp ủy chính quyền, phối hợp với sở ngành địa phương thực hiện kết luận số 61 của Ban Bí thư Trung ương Đảng, quyết định số 673 của Thủ tướng Chính phủ, xây dựng triển khai thực hiện đề án, đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động quỹ hỗ trợ nông dân tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2014-2020.
các cấp hội tổ chức thực hiện có hiệu quả các hoạt động dịch vụ tư vấn dạy nghề, hỗ trợ nông dân, hướng dẫn phát triển các hình thức kinh tế tập thể trong nông nghiệp, đẩy mạnh các phong trào thi đua của hội, tổ chức hội ngày càng được củng cố, thể hiện tốt vai trò là cầu nối giữa đảng chính quyền với nông dân. Thông qua đó, vai trò trách nhiệm của hội nông dân và giai cấp nông dân trong phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới ngày càng được thể hiện rõ, tạo thế và lực mới cho nhiệm kỳ 2023-2028. Ghi nhận đánh giá cao những kết quả của hội nông dân tỉnh đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Hương Yên Nguyễn Hữu Nghĩa khẳng định các cấp hội nông dân trong tỉnh đã phát huy vai trò nòng cốt trong tuyên truyền vận động hội viên tham gia phát triển kinh tế xã hội, xóa đói giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, thực hiện giám sát và phản biện xã hội, tích cực tham gia xây dựng đảng chính quyền các cấp trong sạch vững mạnh. Tôi có đề nghị là các đồng chí cũng cần lưu ý, đó là tiếp tục đổi mới nội dung hình thức sinh hoạt của các chi hội, tổ hội theo hướng thiết thực, hiệu quả và tăng cường các hoạt động hỗ trợ hội viên, nông dân phát triển sản xuất kinh doanh, quan tâm sắp xếp bố trí sử dụng có hiệu quả đội ngũ cán bộ hội các cấp, tăng cường đào tạo bồi dưỡng nâng cao năng lực trình độ cán bộ hội đáp ứng yêu cầu trong cái giai đoạn hội nhập quốc tế, chuyển đổi số và yêu cầu cả cách mạng công nghiệp 4.0. Cán bộ hội cần phải có trình độ, kỹ năng tuyên truyền vận động thuyết phục hội viên và nông dân, đẩy mạnh hướng dẫn chuyển giao ứng dụng khoa học kỹ thuật, công nghệ, các chuẩn mực về sản xuất an toàn, chuyển đổi số trong sản xuất nông nghiệp, hỗ trợ tiêu thụ các sản phẩm, xúc tiến thương mại và cơ cấu lại các cây trồng vật nuôi, cung cấp các dịch vụ kỹ thuật, vật tư, cây giống, con giống, tăng cường đào tạo nghề, bồi dưỡng nâng cao trình độ kiến thức và năng lực tổ chức sản xuất cho người nông dân, cho các hội viên, chủ động cung cấp và tạo điều kiện thuận lợi cho hội viên, nông dân tiếp cận được những cái thông tin, những cái chính sách hỗ trợ, đặc biệt là những thông tin về thị trường, về sản phẩm, về xu hướng tiêu dùng. Cần phải tăng cường huy động các nguồn lực để hỗ trợ cho hội viên và nông dân, bao gồm các nguồn lực từ ngân sách địa phương, các nguồn lực hỗ trợ từ ngân sách trung ương, từ trung ương hội, các nguồn vốn lồng ghép trong các chương trình dự án, rồi vốn của ngân hàng chính sách xã hội, vốn của ngân hàng Agribank để cấp tín dụng, hỗ trợ vốn cho hội viên, các cấp hội đẩy mạnh các phong trào thi đua, nhất là phong trào thi đua nông dân, thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững, đi vào thực chất, hiệu quả và kịp thời phát hiện, bồi dưỡng, biểu dương, khen thưởng và nhân rộng kịp thời các mô hình, rồi các điển hình tiên tiến trong công tác hội và phong trào nông dân. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu Hội nông dân các cấp phải tăng cường tuyên truyền vận động nhân dân và các hội viên thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và địa phương về phát triển kinh tế xã hội, bảo vệ môi trường, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở nông thôn, nhất là các chính sách pháp luật về đất đai, xây dựng đô thị, thủy lợi, đê điều, bảo vệ môi trường, vận động hội viên, nông dân tự nguyện góp sức người, góp của hiến đất, xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu. Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động thực chất hiệu quả, xây dựng hội vững mạnh cả về chính trị, tư tưởng, tổ chức và hoạt động. Tập hợp đông đảo nông dân tham gia tổ chức hội, tăng nhanh số lượng gắn với nâng cao chất lượng hội viên. Đẩy mạnh thực hiện các phong trào thi đua, nhất là phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững, đi vào chiều sâu, thực chất hiệu quả. Đại hội đã bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu toàn quốc Hội nông dân Việt Nam lần thứ 8.